giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách đầu tiên, đó chính là mình phải tiêu diệt những quả bóng này. Đội của Ngoại sẽ tiêu diệt quả bóng màu xanh, đội của anh Hưng sẽ tiêu diệt quả bóng màu đỏ. Mình sẽ cầm quả bóng lên, rồi hai người phải ép làm sao, phối hợp làm sao bể quả bóng đó thì thôi. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. 2, cố lên, nhanh lên, ép vô bụng anh Hưng ơi. Hai người ép vô bụng nhanh hơn, hai người ép vô bụng nhanh hơn đó. Trời ơi, cái háng của anh Tú không có nổ đâu. Ép vô. Trời ơi, sao hai người này mạnh vậy? Trời ơi, hay quá. Ngoại đang dẫn trước đó Ngoại ơi. Lẹ lên Ngoại, vài trái nữa, ép vô. Lên. Ép vô. Chưa. Còn hai trái cuối cùng. Cố lên. Rồi, hết giờ. Rồi, mời hai đội về vị trí của mình ạ. Còn mời camera điểm. Dạ, không còn điểm nữa. Vì số bóng trong vòng không còn một quả bóng màu đỏ nào hết. Số bóng ban đầu có bằng nhau hay không? Bằng nhau chị. Không. Chương trình rất công bằng, rõ ràng và sòng phẳng. Hai cái số lượng bóng đều bằng nhau. Thì bây giờ chị Dạ, em thấy chị là chơi hết mình luôn. Chị trường, chị phóng, chị nhào, chị cào cấu. Có tức được không chị? Tao thấy rõ ràng là bên tao đếm 10 trái bên kia mới nổ được trái. Dạ. Nhưng mà giai đoạn sau người ta chơi chiến thuật. Ép vô. Cố lên. Đó. Ép bằng vô ngực vậy nè, anh phải làm này. Đây nè, anh 5 trái. Đó, là một lượt 2 3 trái luôn. Mà sao lạ cái mà không bao giờ chấp nhận cái chuyện thật. Em không phục. Tôi khi mà đến với chương trình này, đặc biệt là ở trò này, tôi đã sử dụng biết bao nhiêu kinh nghiệm của tôi. Đó, nào là như thế này. Đó, như thế này. Rồi tôi còn quay lại được thế này. Đủ kiểu. Chị, cho em hỏi ra cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm gì chị? Kinh nghiệm chơi trò chơi bao nhiêu năm nay. Hình như cái lúc mà đổi kiểu đó bị trốn thời gian. Đúng rồi, Hà nói đúng. Do cái tội đổi kiểu đó. Đủ kiểu hết. Một kiểu truyền thống là ta được rồi. Đổi kiểu sáng tạo không chi cho trễ nhịp không. Và kết quả cũng đã có với thử thách này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Chúng ta đã đến với thử thách tiếp theo. Và đây là một cái trò chơi vận động đòi hỏi của năng lượng, không cần trí tuệ. Đó, hồi nãy trí tuệ là mình thua. Bây giờ năng lượng thì chị nghĩ như thế nào? Tôi rất tự hào bởi vì đội của tôi là Hữu Dũng Vô Mưu. Hữu Dũng Vô Mưu. Ôi ôi, ghê không? Là quá sức lực. Không có mưu trí gì hết á. Mà chị cười cái kiểu mà. Sao vậy? Sao tôi sợ đội tôi là Vô Dũng Vô Mưu luôn á. Vô Dũng Vô Mưu luôn á. Có mưu chứ, có mưu mà. Mưu mô và xảo quyệt. Mưu mô và xảo quyệt nó lại không phù hợp với chương trình mình ngày hôm nay. Em cứ an tâm đi. Dạ. Tất cả mọi thứ là có ông trời lo. Ok. Một cái lòng tin vĩ đại dành cho đội của Hà Dũng Hà luôn. Mà quý vị để ý đi, tất cả mọi người đứng ở đây có một cái tướng không có giống tôi. Đó. Tướng rất là oai phong mà lẫm liệt. Không, em thấy cái tướng này là tướng buông bỏ nha. Giờ bên đây mình có cái nguồn năng lượng gì không để mình bắt đầu? Nhìn thấy sức khỏe không? Thấy liền. À. À. Trời dạ, ơi. Nó nói nó ngon cái gì đâu. Tiệm thắng luôn đi, khỏi chơi. Cái gì vậy? Em tương tác. Tại sao không tương tác với đội tôi? Đội tôi thua cái gì? Ngoài cái già hơn, cái dở hơn, người ta thua cái gì? Là thua nhiều á chị. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Hãy nhìn bên đội tôi, có thua cái gì đâu. Ngoài là tượng đài nhan sắc. Đúng. Đúng không? Trời ơi, thiệt quá trời quá đất ra nè. Hình như chương trình gửi cái con này vô để nó làm nhục tôi hay sao ấy. Không hề, tôi chỉ nói sự thật thôi. Trời ơi. 8 tập vừa rồi là tôi toàn thua và đã nhục lắm rồi. Bây giờ đập này hình như là cứ nhục lên tồ đập hơn. Tôi nghĩ như nào, thắng thua không phải là do mình mà là do cái nghiệp. Đúng rồi. Đúng rồi. Nặng đó.
cái gì? Ngày hôm nay thua là do cái nghiệp của anh tạo lúc trước quá dày. Không sao, tại vì bây giờ mình ví dụ mình thua nhiều cái nghiệp đó là mình phải gánh. Mình gánh thôi cho nó hết nghiệp. Anh gánh một mình anh thôi, anh lôi kéo tôi làm gì? Con gái nó xui. Con gái nó xui. Em là con gái mẹ rồi. Rồi, bây giờ luật chơi sẽ như thế này. Hai đội sẽ mặc hai bộ đồ vô. À, có bong bóng xung quanh người thì mình sẽ nhảy như là ủi như nè, làm sao bể hết bong bóng của đội còn lại thì thôi, và với điều kiện đó là không sử dụng tay. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. Rồi, 3, 2, 1 bắt đầu. Anh lại bỏ tay vào quần nữa. Thôi mẹ ơi, dạt ra, không có được ra khỏi vòng nha. Trời ơi, chị Dạ cố lên chị Dạ ơi, sau lưng nè chị Dạ ơi, bóp đi, cố lên, trời ơi, thua, chị nhét vô, nhét vô, anh hết rồi, anh hết rồi, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Anh ơi, đừng có đâm chị Dạ, nó qua đây đâm em được rồi. Thôi, tôi sợ lắm thôi. Mời anh Tú bước ra ngoài. Còn anh Hưng kìa, hai người hết giờ rồi. Không còn nữa ngoài. Rồi thì tao cũng còn vậy. Ý là em ngoài tiêu diệt tiếp đi. Không hơi nghỉ đi. Ủa, tao nhiều bóng hơn tao thắng. Ủa, đâu có được. Tao đâu có để cho mày yên được. À, tao muốn quyết. Hết rồi. Ai vừa dùng tay? Và kết quả đã quá rõ ràng. Đội thắng cuộc thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và chị Lâm Vĩ Dạ. Quá. Và chiến thắng này càng khẳng định hơn đội tôi không hề có mưu trí. Đúng rồi. Có lực thôi đúng không chị? Đúng vậy. Nhưng mà thắng này là thắng dễ dàng luôn. Đúng vậy. Dễ dàng cái gì, dùng tay không mà dễ dàng cái gì? Anh cũng có mà. Em dùng trước. Chào, chúng tôi không dùng. Ai biểu anh bắt trước làm chi? Bóp đi, cố lên. Trời ơi. Rồi thôi, kết quả cũng đã có rồi. Và một lần nữa xin phép được tuyên bố chiến thắng thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và chị Lâm Vĩ Dạ. Một chiến thắng thuyết phục nhất từ trước tới bây giờ của chương trình. Trải qua quá trời thử thách cũng đã quá mệt mỏi. Thì bây giờ mình sẽ đến với một cái giai đoạn rất là quan trọng của đại chiến ẩm thực, đó là đi chợ và nấu ăn.